30 tập xin để gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Bản tin 24 giờ. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi Bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, Bản tin 24 giờ xin chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết trên cả nước. Thông tin đầu tiên, dông lốc làm hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, hai người bị thương. Kính thưa quý vị và các bạn, dông lốc kèm theo mưa lớn đã xảy ra tại xã Lâm Đớt, huyện miền núi A Lưới, làm 64 ngôi nhà bị tốc mái, hai cha con bị thương do sét đánh. Ngày 24 tháng 5, thông tin từ ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại và triển khai công tác khắc phục hậu quả do dông lốc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, chiều tối ngày 23 tháng 5, một trận dông lốc kèm theo mưa lớn quét qua địa bàn xã Lâm Đớt đã làm cho 64 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 6 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, thiệt hại 100%. Hai cha con trú tại sông Paris, Cavin, xã Lâm Đớt bị sét đánh, trong đó có cháu bé HTQT đang học lớp 5 bị thương nặng, phải nhập viện và cấp cứu. Theo ông Hồ Chính B, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lâm Đớt, chưa bao giờ thấy một trận dông lốc kinh hoàng như thế quét qua địa bàn xã. Dông lốc kèm theo mưa lớn kéo dài chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ. Ngay sau khi dông lốc đi qua, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị thống kê thiệt hại và hỗ trợ các hộ dân khắc phục nhà cửa, hoa màu. Hiện công tác khắc phục đang tiếp tục được triển khai. Trong sáng ngày 24 tháng 5, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi cảnh báo, trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 15 giờ ngày 24 tháng 5, tại các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác. Các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ, gió giật mạnh. Mưa dông khiến 346 ngôi nhà tại Cao Bằng bị tốc mái. Ngày 23 tháng 5, trận mưa lớn kèm theo dông lốc xảy ra tại tỉnh Cao Bằng đã khiến 346 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng. 123,6 ha ngô và 231 cây công nghiệp bị gãy đổ. Theo thống kê của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ 19 giờ ngày 23 tháng 5 đến 7 giờ ngày 24 tháng 5, khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 60 mm. Riêng các tỉnh Thái Nguyên và Hà Giang cục bộ có mưa rất to. Một số trạm có lượng mưa lớn như Hoàng Nông của Thái Nguyên 142 mm, Tiên Hội của Thái Nguyên 139 mm, Bắc Quang của Hà Giang 123 mm, Tùng Vài của Hà Giang 123 mm, Thanh Mai của Bắc Cạn 89 mm, Mường Thải của Sơn La 68 mm. Thành Long của Tuyên Quang 62 mm và Hữu Khuôn của Nghệ An 83 mm. Cũng trong ngày 23 tháng 5, trên địa bàn các huyện của tỉnh Cao Bằng bao gồm Quảng Hòa, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Hạ Lang đã xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc khiến 346 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng, trong đó một nhà bị tốc mái hoàn toàn, các nhà còn lại thiệt hại từ 10 đến 30%. 123,6 ha ngô và 231 cây công nghiệp bị gãy đổ. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra, thống kê thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống. Cùng ngày, trên địa bàn ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, Hậu Giang đã xảy ra sạt lở kênh mái sầm với chiều dài 40m, chiều rộng 5m tại ấp Nhà Hội, xã Tam Giang, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Xảy ra sạt lở bờ kênh 17, làm 3 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn và 1 ngôi nhà bị hư hỏng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ chiều tối nay ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên từ chiều và tối nay ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đón mưa dông mạnh. Khoảng chiều tối nay ngày 25 tháng 5, khu vực nội thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông, đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi bản tin lúc 17:05 cảnh báo về mưa dông trên khu vực nội thành Hà Nội. Cụ thể, phân tích ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu bắt đầu hình thành trên khu vực Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thường Tín, Thanh Oai, Ứng Hòa và Phú Xuyên. Những vùng mây có xu hướng ít di chuyển nhưng sẽ phát triển mở rộng.
trong khoảng 10 phút đến 2 giờ tới, ở khu vực quận Nội Thành có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Bản tin lưu ý. Trước đó, khoảng 14 giờ 40, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cảnh báo dông, tố, lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, dõi theo hình ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị sét cho thấy, mưa dông vẫn đang phát triển mạnh trên khu vực huyện Cần Giờ, Nhà Bè và Củ Chi. Trong khoảng từ 0 giờ tới 3 giờ tối nay, mây dông sẽ tiếp tục phát triển gây mưa, mưa rào kèm theo dông, sét ở các huyện trên, sau đó lan sang các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5, cấp 6, từ 8 đến 17m trên giây. Như vậy, theo các bản tin, khoảng tối nay khu vực Nội Thành Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh sẽ xuất hiện mưa dông khá mạnh, trời dịu mát. Cũng theo cơ quan khí tượng, chiều tối và đêm nay, ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Từ chiều đến tối ngày mai, 26 tháng 5, ở khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên cũng có mưa với lượng mưa từ 10 đến 20mm, có nơi trên 70mm. Trước đó chiều nay ở Nam Bộ và Tây Nguyên cũng đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, lượng mưa từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 25 tháng 5, có nơi trên 40mm. Như thị trấn Tân Sơn của Ninh Thuận 49,8mm, Lâm Sơn của Ninh Thuận 47,8mm, Đạ Long của Lâm Đồng 40,4mm. Nắng nóng trở lại miền Bắc vào cuối tháng 5. Kính thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, cuối tháng 5 Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ sẽ có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, chiều nay ngày 25 tháng 5 ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 13 giờ đến 15 giờ cùng ngày có nơi trên 40mm, như xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 47,8mm, xã Đạ Long, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng 40,4mm. Dự báo ngày 26 tháng 5, ở khu vực Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Từ chiều tối ngày 26 tháng 5, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Trong những ngày tiếp theo, thời tiết mát mẻ, mưa dông vẫn xảy ra ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Từ khoảng ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 4 tháng 6, khu vực này trở lại hình thái thời tiết mát mẻ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 có nắng nóng cục bộ. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa và mưa to. Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ tại Hà Nội dao động từ 27 đến 35 độ, trong đó nền nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ C được dự báo vào ngày 31 tháng 5 và ngày 1 tháng 6. Do ảnh hưởng của nắng nóng có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn gây ra mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể con người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của bản tin 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại.